Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp chương thứ hai Hồi ký Mây tức Trăng Dương Tử của tác giả Hồ Ngọc Bảo. Chương 2 Vùng Cắt Rúng. Người bạn đầu đời, anh Hạnh đi tập kết, người lính Việt Minh. Lắng nghe câu chuyện Trà Sông Trà, Ý A Hò Khoan. Có dòng là dòng nước mát, là khoan hấu khoan, rửa chân người qua đường Ý A Hò Khoan. Xa xa núi Ấn Hùng kêu hùng Ý A Hò Khoan. Thi gan mà cùng năm tháng, là khoan hấu khoan, vẫn không lòng nao lòng Ý A Hò Khoan. Dấu xưa thiên bốc trời đã dành Ý A Hò Khoan, cho dân miền khoai sắn là khoan hấu khoan. Chuyện hoang đường, khoan đường Ý A Hò Khoan, quê tôi vốn thật vùng đất nghèo Ý A Hò Khoan, nhưng là vùng cắt rúng là khoan hấu khoan. Quyết tâm bồi tô bồi Ý A Hò Khoan. Câu hò học được từ bữa tiệc tất niên Quảng Ngãi tại trụ sở Hội Ái Hữu Miền Trung 1970. Tôi xa Quảng Ngãi khi còn nhỏ lắm, sau khi vừa học xong lớp nhì bậc tiểu học, tức lớp 4 bây giờ. Cho nên ngoài những địa phương nằm hai bên quốc lộ mà tôi có dịp đi qua vào những ngày hè là một số thắng cảnh nổi tiếng gần các trục lộ giao thông, tôi không được đặt chân tới nhiều vùng khác. Tôi thường hay nghe cha mẹ tôi nhắc những địa danh lạ lẫm, vẫn thường gợi óc tò mò của tôi. Gió Vục, đồi Eo Gió, Truông Ổi, Suối Búng, Hấu Sổ. Tôi tưởng tượng đến chúng nhiều lắm, nhưng mãi đến nay vẫn chưa được thỏa tính tò mò. Truông là cái gì? Nó ra sao? Tại sao gọi là Truông Ổi? Phải chăng nó là một lối mòn giữa rừng và rừng đó có nhiều ổi dại? Tại sao gọi là Suối Bùng? Lúc thanh bình thì tôi còn nhỏ quá. Khi lớn lên thì một phần quê hương đang bị bọn bỏ xích đặc vụ Tàu gieo rắc chết chóc khắp nơi để làm chậm bước tiến của dân ta, khiến tôi không dám đi đâu. Thiên Ấn, Núi Bút. Khi tôi còn nhỏ, tôi thấy thanh niên thanh nữ Cộng Hòa cắm trại ở chân núi Bút, nơi mà mẹ tôi nói khi xưa bọn xe kéo hay giết người cướp của. Khi đi tới Quảng này, điều này giúp tôi hình dung thị xã Quảng Ngãi nhỏ đến bực nào vào thời đó. Mẹ tôi sinh năm 1927. Cuộc phiêu lưu lớn của tôi là vào xem cấm ông nghè. Tôi nghĩ đây là một ngọn đồi có bàn tay một nghệ nhân tô điểm thêm. Tôi ghé thăm cái cấm này, rất thích, nhưng chỉ lướt qua vì sợ gặp phải lính bê bối. Cũng không có đủ thời giờ để xem nơi đó có nước hay không. Tết năm 1973, tôi theo cha tôi đi thăm mộ Đức, rồi Đức Phổ. Tôi thấy được Đồng Thạch Trụ, đi thăm quận Nghĩa Hành, còn Hấu Sổ, tôi chỉ biết nó đâu xa về phía Tây trong núi Đình Cương. Thường thường Tết nào cũng có bà con ở Hấu Sổ xuống thăm ông bà nội tôi. Tôi thấy họ thật thà chất phác hơn chúng tôi nhiều. Khi tôi còn nhỏ, tôi nghi vùng Hấu Sổ không có mía, vì có một lần một bà con từ đó xuống thăm ông bà nội. Khi được đãi đường dẻo, bà ăn một tô sạch trơn. Tôi tò mò hỏi mẹ tôi tại sao lại có người ở mãi tận chỗ heo hút đó. Mẹ tôi nói có ông quan ổng về hưu, ông đưa người lên khai khẩn ở đó. Tôi chỉ biết được có thế, cây quế nó ra sao, rừng quế nó ra sao. Liên tiếp Tết năm 1969-1970, tôi cũng xăm mình đi biển Phú Thọ, Kỳ Hà và Kỳ Hòa. Đồng quê bề ngoài thanh bình, cảnh biển đẹp lắm, nhưng vẫn lo sợ vẩn vơ. Trên đường từ Kỳ Hà, Kỳ Hòa trở về thị xã, vào buổi chiều, tôi thấy thanh niên thiếu nữ từng nhóm đi dăng dăng trên đường quốc lộ 1. Kẻ đi ra, người đi vô. Các cô vẫn còn e ấp, tà áo dài của các cô phất phơ, trông rất đẹp mắt, rất dễ yêu. Tôi lại nhớ câu hát, nằm vắt tay trên trán, ta nghĩ đến chuyện cuộc đời. Ngồi bấm đốt ngón tay, ta nghĩ đến chuyện ngày qua. Cho em tôi giấc mơ đẹp tựa như áng mây trời, đừng giật giờ giông tố quay cuồng nếp sống ngây thơ.
mạch nha, kẹo gương và đường phổi. Có lẽ là ba sản phẩm độc đáo nhất của Quảng Ngãi. Mạch nha được chế biến từ mọng nếp, ngọt thanh. Trình tự chế biến tốn nhiều thời gian. Có người đã bày cha tôi và cha tôi với gia đình có thử một lần. Ngọt thanh, ngon hơn sản phẩm bán ngoài chợ nhiều. Kẹo gương giống như kẹo mè sửng nhưng trong suốt và giòn, được sản xuất từ thu xà. Rất ngon. Khi còn học ở công tâm, mỗi kỳ nghỉ hè trên đường về đi ngang Bồng Sơn, tôi phải mua mè sửng về làm quà là tôi bực mình lắm. Cứ hỏi tại sao Quảng Ngãi không làm được mè sửng. Hương vị mè sửng Bồng Sơn không được ngon, hơi khét. Một miếng mè sửng tròn cỡ cái bánh tráng, dùng để cuốn rau dày cỡ chừng 3-4 mm là 10 đồng. Mỗi khi tụ trường trong hành lý của tôi, ngoài bánh kẹo luôn luôn có mấy lon mạch nha. Mỗi giờ nghỉ tôi thường hay chạy lên tủ làm một vít, có khi cũng ráng rặn cho bạn chấm múc. Những khi xa cách miền đất nghèo, ý a hò khoan, không quên là mạch nha dẻo, là khoan hố khoan. Kẹo gương giòn, ý a hò khoan. Hoặc là, những khi mưa gió mùa đông về, ý a hò khoan, mía đường thì xin nhớ là khoan hố khoan, tư nguyên và tư bình, ý a hò khoan. Xã Phước Nghĩa của tôi cũng có những cánh đồng mía bạc ngàn. Đến mùa mía già, những cánh đồng mía đó trở nên âm u, như những khu rừng, là mối đe dọa cho các cô các bà đi chợ. Tôi nghe họ kháo với nhau, có thằng này thằng kia mắc bệnh tim la, nó núp trong mía đợi bà nào đi lẻ tẻ nó hiếp. Các bà cho rằng khi nó hiếp ai thì nó truyền bệnh cho người đó, và bệnh nó chữa mới được. Vì thế đến mùa mía, khi các bà đi chợ núi, chợ vôm hay chợ sông vệ, họ phải rủ nhau đi từng bọn. Có khi cả đám chạy về vừa thở hổn hển, vừa kể là có thằng tim la rượt họ. Chừng độ 1957-1958, xã Nghĩa Phước đã có máy ép mía kỹ nghệ để ép mía làm đường dùng cho nông dân cả xã, mà ba bánh xe tương đương với ống tre, có đường kính khoảng 3 tấc mỗi cái, dây cô ro bề ngang cỡ 3 tấc, dài cỡ 7-8 thước, nằm khơi khơi không có gì che chắn cả, có máy bơm nước cỡ lớn, ống bơm đường kính khoảng 3 tấc để tưới ruộng, được đặt trên bờ sông An Chỉ, và tôi có đi coi. Ngoài ra còn có nhiều máy xay lúa, một đặt ở gần chợ chiều An Chỉ và hai cái ở Hòa Vinh, trong đó có một cái có phần hùng của gia đình tôi. Đầu chừng năm 1962, trên vùng Gò Lớn cũng có vài lò gạch. Tỉnh có một trung tâm thí nghiệm mía nằm về phía tây của thị xã. Mấy con đường đất chung quanh trung tâm tuy hẹp nhưng rất nên thơ, hai bên là hai hàng dương. Chiều chiều những ngày hè, đôi khi tôi lên đó hóng mát, lắng tai nghe tiếng ru trầm bổng không dứt của mấy hàng dương khi gió chiều hiu hiu thổi. So với tiếng ru của thông Đà Lạt thì tiếng ru của dương liễu hay phi lao du dương hơn nhiều. Khắp nơi nơi tưng bừng trong tiếng hát, nhạc đồng quê vang khắp cảnh bao la. Khắp sơn lâm cùng bãi cát chói lòa, nơi đồng nội cùng nước non hùng vĩ, cảnh nên thơ đắm say lòng nghệ sĩ. Đây là bài học thuộc lòng năm lớp 3, không nhớ tên bài cũng như tên tác giả. Có một điều tôi vẫn tiếc là tôi vốn nhút nhát. Khoảng 1967-1969, sợ vào các chỗ lạ nên không dám ghé thăm. Công việc của họ là gì? Thí nghiệm, nhưng thí nghiệm như thế nào? Họ có đạt được thành tựu nào không? Tỉnh cũng có nhà mấy đường, nhưng tôi không biết nó ra sao. Có nơi xa không dám mò tới. Nó làm những việc gì? Các công đoạn ra sao? Sa Huỳnh, vùng cực Nam tỉnh. Có những cánh đồng muối bằng tri vuông vức thẳng cánh cò bay, trông rất đẹp mắt. Tôi cứ tự hỏi, khi người ta thu hoạch muối, người ta có cào đất dính vào muối không? Và đây là làng của tôi. Làng tôi có tre rào, có sông ngòi chôm ao, có đình chùa hội hè sum họp, có trường học trẻ con ra vào. Nhiều nhà thành một làng, nhiều làng thành một nước. Nước tôi tên là nước Việt Nam.
làm con dân phải biết thương nước, yêu nước, mến nước, làm sao cho nước vẻ vang, cho giàu, cho mạnh, đứng ngang cùng người. Ít nhất cũng là đứng ngang một nguyện ước hay mơ ước phục hưng. Nói gót ba đức bà, chữ nhất quyết không chịu làm hạng nhì, thể hiện qua câu nói của người xưa. Sau 1.000 năm bị Tàu chà đạp nhồi sọ, nhất Tàu, nhì Việt Nam, thứ ba là Bạch Quỷ. Cũng may tư tưởng này chỉ có từ thời An Nam và Việt Nam, chứ thời Việt Văn Lang, lĩnh Nam, không bị bao trùm trong đó. Tuy nhiên tôi cũng chạy làng ý tưởng này. Theo tinh thần cái ý niệm này thì tội có ông Nguyễn Sinh Cung và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam bán đất đai biển đảo Hoàng Sa Trường Sa, biên giới Nam, biên giới Bắc có nặng hơn không? Nhân cách quan trọng hàng đầu, nó là khởi đầu, là đầu mối cho mọi thứ. Thị trấn Sông Vệ là thị trấn gần nhất với xóm Bầu. Tôi nghe nói là nó cách 5 cây số từ thị trấn này có hai lối đi về xóm Bầu. Một nhánh rẽ về tay trái, đi men theo bờ sông Vệ. Lối này sẽ dẫn ta đi ngang qua xóm Gốm, là nơi làm gạch, ngói và muỗng đường. Và khi tới ấp Phú Mỹ thì có những thửa ruộng dâu. Đường này vào thời trước 1965 còn hẹp. Tôi nhớ xóm Gốm có một thánh thất cao đài. Khoảng năm 1962, tôi nghe nói tối đó sẽ có thuyết pháp. Tôi tò mò đạp xe từ sông Vệ đi nghe thử. Một vị chức sắc nam bận toàn đồ trắng, còn trẻ và ăn nói rất lưu loát thuyết pháp. Tôi thấy anh ấy nói về quyền năng của đấng cao đài. So với người Công giáo nói về Chúa cũng không khác gì mấy. Người đi tham dự buổi thuyết pháp khá đông. Trong buổi thuyết giảng có mấy cô khá trẻ, khá xinh, mặc áo dài trắng, quần đen, mang nước trà ra mời. Một cô cũng khá xinh, tuy rằng hơi thấp, cũng mang nước mời tôi. Da cô không trắng, nhưng tươi và láng bóng, cười rất dễ thương. Nhưng tôi mắc cỡ không dám uống. Cô lại nhoẻn miệng cười với tôi, khoe ra một cái răng khểnh rất có duyên. Chắc cô cười tôi nhút nhát. Cứ theo hướng Tây băng qua đường xe lửa, ta sẽ gặp núi Đá Hai, chợ núi Đề An rồi xóm Bầu. Trên núi Đá Hai đó có đồng lính Việt Nam Cộng Hòa, là thành lũy ngăn chặn bọn giặc bỏ xích Cộng sản chủ nghĩa. Dẫu nát thân cũng về, ôm núi đá, chặn muôn ngàn trận gió bắc căm căm. Nhịp ta thở tóc xanh rừng hy vọng, bước ta đi sông núi chuyển bồi hồi. Thơ Tù Nhân và Phan Tấn Hải, trong tập thơ Ở Một Nơi Gọi Là Việt Nam. Nhánh thứ hai, băng giữa các thôn xóm, trong đó tôi thấy ở xóm Ươm vẫn còn một số các guồng quay tơ đang hoạt động. Không hiểu qua thời gian ngành thủ công nghệ này có sống sót được không? Xóm Bầu, theo tôi thấy là một xóm nghèo. Khi thầy Lý đề nghị chụp ảnh cho cả lớp, mỗi người góp 2 đồng, và thầy dặn chiều hôm đó phải bận quần áo tốt. Tôi thấy nhiều cô Đề An mặc áo quần màu sắc, nhiều cô mặc đầm và mang xăng đan trắng. Xóm tôi chưa có ai có được những món xa xỉ như vậy. Một số các cô Đề An cũng có mang sách đến lớp để cho vui vì không được sử dụng. Xóm Bầu được chia đôi bởi một con đường gọi là đường cái giữa. Suốt dọc theo con đường này từ đầu đến cuối xóm là dấu vết còn lại của một cái hầm gọi là hầm Liên Lạc. Hầm này được đào trong thời kháng chiến chống Pháp, có lẽ đã được dùng với mục đích như ở Hà Nội, khi chính phủ kháng chiến đã cho đục tường từ nhà nọ thông sang nhà kia vậy. Dĩ nhiên điều này khi lớn lên tôi suy ra mới biết, trước khi đình chiến, các ngõ ngách ở xóm Bầu đều có hầm trong, ban ngày thì lấy phên tre đậy lại. Xóm Bầu là một xóm 100% Công giáo. Người trong xóm đều làm nghề nông, một số rất ít làm nghề phụ, nhưng không xuất sắc lắm. Chẳng hạn như ông Phẩm làm nghề thợ mộc, ông Điển làm nghề thợ hồ, ông Kỉnh làm nghề hớt tóc, và bà Tư làm nghề đỡ đẻ. Ông Lợi, ông Ngoạn có nghề nấu đường, ông Vân làm thợ phụ. Sau này ông Lợi chết thì ông Vân thay thế. Sở dĩ tôi nói không xuất sắc lắm,
vì trừ những chuyện lặt vặt, còn ngoài ra những việc lớn, dân trong xóm phải đi nhờ những đám thợ từ các nơi khác. Như ông ngoại tôi khi làm lại nhà mới, ông thuê đám thợ của ông Tồ ở Đề An. Tôi có hỏi ông ngoại tôi họ làm như thế thì ông trả công họ ra sao? Ông nói là thợ chính thì được ăn cơm ngày 3 bữa và 1 đồng một ngày, còn thợ phụ thì chỉ được ăn ngày 3 bữa thôi. Họ không được coi trọng vì người Tàu đã dạy mình như thế trong 1050 năm, miệt mài đồng hóa mình, vừa hạ thấp trình độ dân mình với chính sách ngu dân, bần dân để họ thủ lợi. Họ chỉ dạy mình trọng sĩ nông, mà quái ác lại dạy mình khinh công thương. Đến khi giành được chút ít đất đai, người Việt Nam cũng quyết chí giữ quan niệm đó. Sĩ chỉ đủ để thuộc bài Tàu rồi lặp đi lặp lại trong vài ngàn năm, chỉ đủ làm thơ thương Tàu, ca tụng Tàu. Bài thơ khuyên dân Việt ta nên thương ai của ông Chiểu là một thí dụ. Nông thì để bán lúa non cho họ, phú dân thì phải dựa vào thương mại và sản xuất, mà phi thương thì bất phú, và khinh công thì không sản xuất được cái gì. Tàu giả bộ và biểu công thương để toàn dân Việt bị Tàu bóc lột trên 2.000 năm. Từ vật nhỏ đến vật lớn đều phải mua đồ do Tàu sản xuất và do Tàu bán cho. Trong quá trình từ nguyên liệu cho đến thành phẩm, họ ăn lời ta bao nhiêu trong mỗi công đoạn. Mình say mê chiêm niệm sĩ nông để người Tàu khinh bỉ bóc lột, vai mang túi bạc kè kè, nói quái chúng nghe rầm rầm. Người thứ hai là bà Tuyến, cũng hành nghề thuốc nam nhưng là dùng các loại lá, hoa trị bệnh. Tôi chắc bà có nhiều nghề nhưng tôi nhớ bà hay chữa những bệnh sau đây: nha cam, ung sĩ, sơn ăn, lắp bó xương gãy, cảm ho và trị tiêu thực. Mà tôi là một khách thường trực của thuốc tiêu thực. Tôi cũng thấy có vài người lạ ăn ở luôn tại nhà bà, chữa cho kỳ hết bệnh mới đi. Vào khoảng 1956-1957, có dì Hai Điển mở tiệm tạp hóa. Đây là cơ sở thương mại đầu tiên trong xóm. Những ngày đầu mới mở ra, trong cái sạp đầy màu sắc, ra vẻ thành phố lắm, rất nhiều người đến coi, trong đó có tôi. Có lần tôi hỏi dì là có ngày nào dì không bán được đồng nào không? Dì nói không khi nào, ngày ít thì mấy chục, ngày nhiều là 100. Tôi lại hỏi tiếp là dì lời được bao nhiêu? Tò mò nhưng ngây thơ lắm. Dì cho biết ngày 100 thì cỡ 10 đồng, ngày mấy chục thì 3-4 đồng. Năm 1964, khi nhà tôi mở tiệm tạp hóa thì tôi biết là dì lời ít nhất là gấp đôi con số dì đã nói với tôi. Đó là một số lợi tức rất lớn ở vùng đó vào thời đó. Nếu biết được rằng đến mùa chà là, một người thường là đàn bà con gái đi lên núi, vũ chà là từ sáng đến chiều leo xuống núi, hôm sau đem ra chợ. Nếu bán được hết số chà là vũ được, điều này rất khó xảy ra, thì khá lắm, cũng chỉ được 5-6 đồng. Ngoài ra vào năm 63-64, cô Bảy tôi mở một tiệm may kiêm bán thêm chút ít tạp hóa, cả tiệm cô Hai Điển và tiệm của cô Bảy tôi, tạo nên phố xóm Bầu, đao thao xóm Bầu, đều nằm trên đường Cái Quan, nối xóm Bầu với các vùng chung quanh. Đầu những năm 57-58, ở trong xóm có phong trào thể dục, nhiều nhà có xà ngang, riêng tôi thì cành cây nào có nhánh đâm ngang ra, đều dùng làm xà ngang được. Và tôi hung được 11 cái. Một anh trong xóm chơi xà ngang bị té gãy tay và bà Tuyến đã bó cho anh. Theo tôi thấy phong trào này có lẽ nảy sinh vào lúc bài hát Khỏe Vì Nước đương thịnh hành. Ngoài ra còn có phong trào chầm nón. Tôi không hiểu lá từ đâu mà có, rồi ai chỉ nghề. Nhưng chỉ được một thời gian thì tàn lụi, không đầu không đuôi gì hết. Theo tôi biết, quanh vùng tôi ở chỉ có nhà bà Im ở Đề An hành nghề chầm nón, chầm áo tơi. Năm 1957, giá cái áo tơi nhỏ cỡ tôi là 5 đồng. Cũng có phong trào đào hồ nuôi cá. Tôi thấy ở An Chỉ một cái, ở Châu Me một cái, ở xóm Bầu một cái. Sở dĩ việc đào hồ nuôi cá không phát triển được,
Theo người lớn nói vì mấy con bọ xích đặt vụ tàu tuyên truyền là ăn cá rô phi sẽ bị bệnh hủi, cố ý làm cho người Việt Nam ốm què ốm quặt để chúng dễ dàng vuốt mũi về sau. Trong xóm, theo tôi thấy có hai nhóm người khác nhau, những người có vườn riêng của mình và làm nhà trên đó để ở và những người phải đi ở đổ, tức là nhà của họ phải làm kế trên đất của bà con chòm xóm hay trên đất công ở xóm bầu gọi là đất họ, đất sở hữu của họ đạo. Số này chiếm thiểu số, độ chừng 10 gia đình. Sự giàu nghèo không rõ nét lắm. Trong hai thời kỳ cộng sản, một vào thời cải cách, hay là sau 75, họ chỉ tìm được một gia đình địa chủ duy nhất. Cả hai cha con của gia đình này đều chết về tay họ. Người cha, tôi nghe nói bị giam ở suối Vùng, chết mất xác thời cải cách. Người con thời hậu 75 cũng bị giam và cũng chết ở suối Vùng. May mắn gia đình còn tìm được nắm xương tàn. Tôi thấy gia đình này cũng chả địa chủ gì. Tôi nghe nói họ có 12 mẫu vừa thổ vừa ruộng. Chỉ là ông Nguyễn Tất Thành tự Nguyễn Sinh Cung, tự Chí Minh, phải kiếm ra người để giết theo điều răn của bác Mao dạy. Thời quốc gia, đất thổ của ông này được dùng để thí nghiệm việc trồng mía kiểu mới, mía siêu long. Việc trồng mía kiểu này chắc có kết quả tốt, vì sau đó tôi thấy kiểu trồng mía mới này khá phổ biến. Những người ở đổ, trong thời kỳ đệ nhất Cộng Hòa, một số nhà chịu khó làm ăn tằn tiện, đã mua được mảnh vườn riêng và làm nhà trên đó. Người có tự trọng, ai lại ưa ở đổ. Tôi còn nhớ được mấy người sau, ông Thử, ông Trinh, ông Cúc, ông Hảo và một anh trai trẻ tôi quên mất tên. Anh này mua vườn của bà Thủy. Một hôm tôi đi ngang qua nhà anh, tôi thấy anh đang bưng một gốc dừa con. Tôi hỏi vui với anh, anh tính trồng cây này trong vườn mới đó hả? Anh trả lời tôi bằng cách quay lại nhìn tôi cười, miệng trọng toe rạng rỡ. Tôi chưa hề thấy được cái cười nào tươi, sung sướng mãn nguyện có pha lẫn chút hãnh diện như nụ cười đó. Và tôi cũng cảm thấy vui lây. Còn về bốn người kia và đây là một giai thoại. Trong xóm có bà Tê, con gái một nhà có máu mặt, bà thừa hưởng một mảnh vườn khá rộng. Cứ lâu lâu tôi lại thấy vài ngôi nhà mọc lên hai bên trên đất vườn của bà. Có làm hàng rào ngăn ra đàng hoàng, tôi lại nghe trong xóm già biểu bà. Đột con mẹ có bao nhiêu đất bán ăn hết? Có người trành chữ nghĩa hơn thì nói, đất ruộng là trên hết, dĩ nông vi bản. Trái lại các gia đình khác thì chắc chiêu tiện tặng, chịu sống kham khổ để mua đất. Dần dần tôi thấy trong khu vườn bà có bốn ngôi nhà, mỗi bên hai cái. Bà trút cuộc hàng rào nhà hàng xóm chỉ cách hè hai bên hông nhà bà có chừng vài thước. Có lẽ bà chỉ vừa kịp sực hết số tiền bán đất thì năm 1965 Việt Cộng chiếm xóm bầu. Cha tôi ghé vào trại định cư thăm bà con, thấy gia đình bà cực khổ quá bèn biếu họ 50 đồng. Giá 10 tô bún hay 25 tô yon. Ông chồng mừng quá khóc. Tất cả đều chạy mạng không, riêng gia đình bà mang cái bụng no chạy. Đúng là mấy huyền vi mở đóng không lường, phước họa họa phước, hên xui may rủi không ai lường trước được. Đúng như ông Nguyễn Gia Thiều đã nói, ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng. Bùng dĩ vãng xa xôi nhất, tôi không nhớ được, mà là do mẹ tôi nhắc lại là lúc tôi được tập hát và múa để ca ngợi lãnh tụ. Trăng trung thu nhớ thương bác Hồ, vui đêm liên hoan em cười em ca. Nhớ lời bác cùng tiếng thiếu nhi Việt Nam. Vui biết mấy khi em được nói tiếng đầu lòng em gọi Hồ Chí Minh. Nếu ông không cổng Marxist, Leninist, Stalinist, Mao Trạch Đích trên lưng, không học đòi thiên hạ để giết đồng bào, không bán bớt đất đai biển đảo để có tiền giết đồng bào, để mang tư tưởng Marxist, Mao Trạch Đích trét lên cả nước, làm cho đất nước bị cạn kiệt về mọi mặt, chỉ còn biết cười trừ mỗi khi bị tàu vuốt mũi, thì có ca tụng ông như thế cũng là xứng đáng. Giết, giết nữa, bàn tay không phúc nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt thuấy mau xong, cho đảng bền lâu cùng chung sức chung lòng, thờ Mao chủ tịch, thờ Stalin bất diệt. Trong xóm có một trường học được mở trong khuôn viên vườn ông nội tôi, dưỡng ba tôi
là giáo viên duy nhất và dựng dùng nhà trên làm lớp học. Học trò mỗi người phải đào hầm để tránh bom. Vào lúc đó, học cụ của học sinh vẫn còn thô sơ lắm. Cục phấn có hình vuông chứ không tròn, viết rất ít ăn và ăn không đều. Khi viết phải đè thật mạnh nên rất dễ bị gãy. Sau khi tôi vào học ở trường tiểu học một thời gian, thì nó mới được thay thế bằng cục phấn tròn 1958. Viết máy và viết nguyên tử cũng chưa xuất hiện, học sinh phải dùng ngồi viết lá tre mà cứ viết mấy chữ lại phải chấm mực. Mà lúc đó chưa có loại bình có nắp vặn, phải quấn vải hay quấn giấy lại rồi nhét vào cái miệng. Mà cái đấy thì nhỏ cho nên hay bị đổ lên bàn, lên vỡ, lên quần áo rất phiền toái. Đến khi tôi vào học tiểu học thì loại bình có nắp vặn mới xuất hiện lần lần. Có một loại giấy gọi là giấy chuối, nhám và có màu như đất khô và không có đường kẻ sẵn. Khi tôi học năm thứ tư, tức lớp 2 thì 1 đồng mua được 10 viên mực, 2 đồng một manh giấy trắng. Dưỡng ba tôi nhờ được giữ chân thầy giáo này nên khỏi đi dân công tiếp vận miền Tây. Tuy còn nhỏ, tôi nhớ đã thấy vài người đi về mặt mày xanh lét và bị sưng phù. Mỗi đợt đi như thấy thường kéo dài lâu lắm. Tôi chưa có ý niệm về thời gian, nên cha tôi phải đem theo lương khô. Tôi không biết những người khác như thế nào, nhưng riêng lương khô của cha tôi nhớ có đậu phộng kho đặc với mắm, chút thịt dồn vào một cái ống tre. Tôi nhớ cha tôi đi vài lần như thế, nhưng không thấy cha tôi bị thủng. Sau mỗi đợt đi như vậy khi về, bà con hay kể về một cái dốc tên là dốc Ui. Tôi thắc mắc về cái tên Ui thì được giải thích như thế này. Cái dốc đó rất cao và vách dựng đứng. Người dưới khi ngước lên chỉ nhìn thấy gót chân người ở trên. Người dân công phải khoét từng lỗ trong vách núi để bám mấy đầu ngón chân vào đó, rồi lấy hơi đạp trướng người lên. Mỗi lần trướng lên được một bậc thì xả hơi ra, ui lên một tiếng. Một kỷ niệm ngộ nghĩnh nhưng rất thích thú đối với tôi, đó là sau đợt dân công cuối của cha tôi. Sau khi cha tôi về, đêm đó cha mẹ tôi cũng đọc kinh tối như bình thường, vẫn làm trong gia đình. Nhưng lần đó khi đọc đến kinh cầu Đức Bà, thì cha tôi quên mất nửa chừng. Cha mẹ tôi cùng phì cười, sau đó thì cha mẹ tôi chỉ đọc kinh riêng và kể từ đấy tôi được thoát nạn. Trong xóm có một cây độc đáo mà tôi muốn nói ra đây vì nó có liên hệ đến người bạn đầu đời của tôi. Đó là cây chanh chín tháng. Tôi nghe bà chủ của cây này gọi nó như thế. Cây này cùng họ với chanh, cam, bưởi. Trái bưởi ở vùng tôi gọi là trái bồng, cây to cao. Ông nội tôi có 2 cây, gốc to cỡ 4 tấc hơn, cao cỡ 10 mấy thước, nhưng thân cây chanh chín tháng nhỏ hơn. Thân chỉ cao chừng 3 thước, gốc cỡ lớn hơn cổ tay. Nhưng trái khá lớn, cỡ như trái bưởi nhưng không tròn lẳn như trái bưởi mà hơi dài dài. Hơi tum tum dần về phía cuốn. Vỏ rất dày, từ ngoài vào đến muối độ 4 phân. Cho nên tuy trái to mà ruột lại rất nhỏ. Tôi cũng không hiểu tại sao nó có tên đó. Tôi chỉ nghĩ chắc là vì sau 9 tháng tuổi trái mới có công dụng làm thuốc được. Cây này cho trái rất ít, mỗi mùa chỉ được có vài trái là nhiều, thành ra nó được coi là một loại trái cực kỳ quý giá. Tôi thấy bà chủ cột hai dây chuối tréo nhau để nâng cho nó khỏi rụng. Nó được trồng ở một góc vườn và gần đó có một cái chỗ thông sang nhà hàng xóm. Hai bên vẫn thường qua lại chuyện vãng qua lối đó. Thỉnh thoảng tôi thấy ông hàng xóm ghé qua chơi, ông xìa mông ghé ngồi lên mép phẳng. Giờ cặp chân lên xoa xoa hai bàn chân vào nhau, đập đập mạnh hai bàn chân vào nhau vài cái, xoay cặp chân rồi bỏ lên vãng, co cặp chân lại, vòng hai tay ôm lấy hai đầu gối. Một lúc sau ông thông thả lấy thuốc ra vấn hút, thỉnh thoảng há miệng le lưỡi ra để thở, điếu thuốc bắp bên trên đầu lưỡi. Nhưng một ngày đẹp trời nọ, chủ cây đó đem gai trấp cái trổ lại. Thế là hàng xóm không qua lại với nhau nữa. Biến cố này dính dấp đến một giai thoại nho nhỏ, có liên hệ đến người bạn đầu đời của tôi, tên là Ca. Anh này tuy nhỏ tuổi, nhưng vai vế trong hàng bà con ở đó thì khá cao.
Những người cỡ tuổi với tôi ai cũng phải gọi ca bằng anh ca. Tôi thì phải kêu cậu, anh không hoang đàng chi địa cho lắm, và phạm vi phá phách cũng chỉ thu hẹp trong vòng bà con, chứ không lan ra hàng xóm. Đại khái nhà nào có cây nào cho trái, lúc nào thì ăn được anh đều biết. Nhà nào có gà đẻ, hộ gà ở đâu anh đều rành. Khi vườn ai có thứ gì sắp chín hay có lứa gà mái đẻ, là chủ nhà lo, ai cũng nói. Nói cho có trời có đất, tôi không có sợ ai. Không sợ chồng cũng không sợ chuột, chỉ sợ anh ca. Anh ca lại có vài đức tính cực kỳ tốt. Anh không hề biết mắc cỡ là gì và cũng không biết giận ai. Nếu anh đương lâm không mò mẫm cái ổ gà của ai, anh chưa đủ hùng tâm tráng chí để bưng trọn cả ổ, mà bị bà con đến đằng sau vỗ vào mông anh, thì anh cũng không đến nỗi giận dữ và gây gổ vì bị giật mình. Anh chỉ hơi đỏ mặt một chút, quay lại nhìn gia chủ và ban cho gia chủ một nụ cười rất dễ thương. Có khi anh đang leo lên cây nhà ai có trái chín mà gia chủ lấy cây sào thọc nhẹ vào mông anh, thì anh sẽ quay đầu xuống nhìn gia chủ, và họ cũng được anh ban cho nụ cười dễ thương như vậy. Và ai cũng đành thua anh ta, làm sao nỡ la rầy đánh đập một người khả ái như thế kia chứ. Tôi cũng may mắn được anh ban cho cái cười như vậy, khi tôi bắt gặp anh đương với tay hai trái thị của ông bà ngoại tôi. Tập thứ hai đến đây đã chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ ba.